Gia đình Uyên xin kính chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Uyên Cuộc Sống Đức. Kênh của Uyên Cuộc Sống Đức chia sẻ những cuộc sống đời thường, những buổi sinh hoạt của gia đình. Uyên chân thành cảm ơn cả nhà đã đăng ký, bấm like và để lại bình luận cho Uyên nhé. Rau câu bông hồng là mặn của giờ nó cả nhà. Bây giờ các thầy con nói khoe với ông bà đi. Ông bà ơi. Ngon quá.
Mẹ dạy Lia cái này là gì nào? Rau câu. Rau câu. Bà bà xách rau câu. Mẹ sẽ xách rửa cho mama. Nha, rau câu đó cho rất là bê rồi. Rau câu. Nha, củ dền. Củ dền. When you toss in a head, we're clean when we do it here. Cái ly này dọn dọn ông dọn coi thấy đó mấy ông mới tăng nghệ luôn mắt luôn cà cầu cà cầu is my pink on cà cầu mắt cũng cà cầu mắt cũng good on the pink is my so good chị bạn à bây giờ mang đi đâu cả hai đứa nó ăn cái màu hồng quá không ngon mắt cũng rất ít mà khác cho hai đứa ở phải chui cho mắt khác mắt luôn đấy giờ mắt có ốc cái sao vì nó sưởi liền đi ăn thì mua mắt đấy à bên mắt có ốc như như cứ cho ra đi bây giờ bây giờ mất I just ask him, quite nicht mehr machen, wenn ich das Ding an. Aber das ist so gut. Mẹ làm cho con. Lấy mẹ làm cho con nghe. Mẹ ơi mẹ, mẹ biết không? Con biết nhưng mà nhu ca cao này. Nói cho mà mắc nua ca cao nhá. Ừ, xíu ạ. Ok, lần sau làm cho nó màu ca cao thôi, màu sắc được không? Ừ, mẹ có sao cũng. Con cũng thích màu xanh. Ừ. Mẹ mà gibt Blätter müssen noch grün sein, ne? Ja. Wir haben grün nicht so heute. Nee. Grün Cannabis. Und das muss auch grün sein. Cannabis, ja, das wollen wir haben. Was ist das? Cannabis. Cannabis, was ist das? Kakao. Kakao. Drogen sind das, Drogen. Nein, mach mal nicht. Cannabis? Nein, die machen das Cannabis an Mai. Cảm ơn cả nhà đang xem video hôm nay. Nếu thích video của Uyên nhớ bấm like và đăng ký ủng hộ Uyên nha cả nhà. Uyên chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà mình ngày Chủ nhật vui vẻ, bình an và nhiều điều may mắn. Hey, your father. What's that? Mình hãy cho chú Papa. Cho ba ăn với. Hãy cho mấy cú nó ọt đi. Tội nghiệp ba chứ. Ăn một mình mập lắm. Không ba lắm hả? Lao tay đi con giấy, lao tay đi. Chắc sẽ cần phép là. Ui, đàn rất ăn. Mama đắp chi một chú nè. Ăn bên nè. Mama nghe bị rú mà cũng đang rú. Nó ép tù để thay lòng vay. Ừ, con không biết ăn, biết ăn. Nhỏ đi ngoan lắm. Đi ngoan lắm. Mẹ nói vậy cũng ngon. Dạ cũng ngoan lắm. Thì mô của mẹ giỏi lắm. Dạ, cháu cũng nói con giỏi không? Con mẹ cũng nói con giỏi không? Giỏi. Thì mô kìa bà ơi. Quay cho bà coi đi, thì mô ăn nha. Mô ăn ngoan lắm nè ông bà ơi. Mẹ cũng làm cho con. Mẹ cũng làm cho con không? Đi ăn nè ông bà ơi. Tôi quay con chứ đâu quay ông, ông vẫy tay chào ông. Đi ăn ngoan. Đúng mẹ coi mẹ. Timo ngồi kêu mẹ ngồi kế con. Ba đi nấu cà pha cà phê thêm nha. Ba uống một lần uống là hai ly cà phê nóng vậy đó. Mỗi lần đi uống là ba phải đứng lên đứng xuống vậy đó. Timo Lia ơi, hai con nói cho bà nghe bữa nay ăn ngon không? Mama, is the pink of wine home? Nít vầy cho bà nó rốt rồi bế rồi. Màu màu củ dền mẹ pha với sữa nên màu đẹp vậy đó. Hoa nó hoa gì nói đúng đi, ai nói đúng hoa gì đi. Hoa gì? Hoa hồng. Hoa hồng, trái nghị. Hoa hồng. Hoa trái nghị. Cà câu. Mẹ lấy chưa? Mẹ lấy, ê, Nít ăn phát rồi, mẹ lấy chưa? Mà cơm giống thương. Làm cho mày cắt nha. Cắt con cái nào chị dạ. Đi. Này. Cắt đôi nha. Dạ. Này. Mày được cắt gì đó bông. Dạ. Cắt nuôi cái bông hả? Dạ. Cái bông ăn cái bông đi nha. Dạ. Mày cắt cái bông cũng nhỏ cho con, hồng nhỏ nha. Mày cắt cái bông. Dạ. Dạ. Mày lấy cho con, mày lấy cho con. Mày cái dĩa này cho con nha. Dĩa này nè. Dĩ cho con nè, dĩ hoa hồng cho con nè. Con để đây nè, để cho con. Con đừng có ngu quậy gì con nè. Con để đây nè. Đó, rồi.
rồi. Tiêu ăn nào nữa, ăn này không? Yes, it's noodles. Yes, it's noodles. Yes, it's noodles. Con ăn noodles hả? Yeah. Ăn noodles hồng hả? Miss Mop Bloom. Gosh, Bloom hả? What are I kind of Bloom hả? There's no noodles pink of Bloom. Chịu hết lòng luôn nha. Dạ, áo của Lily pink of Bloom mà. Ăn cao cao hơn đúng không? Nè cao cao nè. Không là ốc cũng upside. Nè. Bạn không thấy tôi nói gì không? Cắt cho con nha. Nè. 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 Ok, it's like the cookie. Con lên tay sẽ chết. Yes. Wow. Thôi, thôi hai đứa con chào ông bà cô chú đi. Gia đình mình chào ông bà cô chú đi. Mình tạm biệt đi. Hai đứa con ăn cho thoải mái. Timo chào ông bà đi con. Tạm biệt. Bà bà sát chút. Thằng lấy cái màu hồng xong ăn cái cacao mà. Lần sau Quyên làm cacao sữa cho nó. Quyên xin ngừng video đây để mấy cha con ăn quậy thoải mái đi. Thì tụi nó quậy đó không cả nhà. Thì Quyên cảm ơn cả nhà đã theo dõi video hôm nay nha. Quyên chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, bình an và mọi điều may mắn tốt đẹp. Cheers. 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 Timo mà ổng chào là trời mưa, trời gió, trời bão đó. Đó, mấy cha con nó là vậy đó. Bữa ăn của người Đức ta yên tĩnh lắm. Bữa ăn của nhà mình nó thôi như là cái hội chợ luôn vậy. Kể thời gian mà tụi mình dành cho tụi con mình ít lắm nên mình muốn thoải mái trò chuyện hay nọ, không có gò bó. Hả? Lia ơi, con nói con yêu mẹ coi. Con yêu mẹ. Con nói với ông bà làm sao? Con muốn nói gì với ông bà? Con muốn nói gì với ông bà không? Con yêu ông bà không? Yêu em nói. Em muốn nói gì? Không biết. Không biết nói gì luôn hả? Con nói con yêu ông bà đi. Con yêu ông bà. Nhiều không? Ừ. Nhiều không? Nó nói với chị đắc sợ. Đã nhiều. Thôi mẹ chùi cho. Thì cái bà biết.